Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đến 90%. Vậy thì tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm Mạng có tử vi như thế nào? Cuộc đời của bản mệnh sẽ có biến chuyển ra sao? Hãy cùng với chúng tôi đi vào tìm hiểu ngay sau đây thông qua những thông tin chia sẻ vô cùng bổ ích dưới đây. Gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 năm Mệnh, có cung mệnh thuộc cung Ly trực thâu, mạng Đại Lâm Mộc, cây ở rừng lớn, khắc Đại Trạch Thổ, con nhà Thanh Đế trưởng mạng, xưng con rồng, tướng tinh con quạ, Phật độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm cuộc đời năm mạng Mậu Thìn qua bài thơ sau, đoán xem số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng thuận hòa tương sinh, số như cây trái nở đua nhưng mà bị khắc vì sinh lỗi mùa. Mùa xuân vượng tướng phát tài, mùa hạ giàu có muôn ngàn cực thân, anh em cô bác chẳng gần, người dân giúp đỡ ân cần độ ta. Phiêu lưu xứ khác xa quê ông bà, có tài có đức trong tay, xuân xanh thất bại, sau này thuận hưng. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật trời dòm ngó có ngày làm nên. Tổng quan, Mậu Thìn là những người thông minh sắc sảo, trí tuệ nhạy bén và rất ham học hỏi, họ có thể tiếp thu kiến thức ở bất kỳ đâu. Chính sự chủ động ấy đã giúp cho Mậu Thìn có được sự hiểu biết sâu sắc về mọi lĩnh vực. Cuộc sống của Mậu Thìn không hề bình yên phẳng lặng, những khó khăn sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào, cuốn trôi tất cả những gì họ đang có. Bởi vậy, muốn thành công, những người này luôn phải trong tư thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Công danh và sự nghiệp, Mậu Thìn có nhiều cơ hội để phát triển, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ đạt được thành công vang dội. Mậu Thìn may mắn được trời phú cho sức khỏe cả về thể lực lẫn tinh thần, bởi vậy họ có khả năng làm việc gấp 2, gấp 3 lần người khác mà không cảm thấy mệt mỏi. Tuổi trẻ, Mậu Thìn vượt qua nhiều khó khăn sóng gió với quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững chắc và ổn định. Càng về sau, cuộc sống càng sung sướng, an nhàn, không lo thiếu thốn. Sự cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Tình duyên, tuổi Thìn là những người rất tập trung vào công việc. Họ ít dành thời gian cho những chuyện riêng tư, vì vậy tình yêu của họ thường đến muộn. Thế nhưng may mắn rằng họ luôn có sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Sinh tháng 5, 7, 11 âm lịch, những người tuổi Mậu Thìn sinh tháng này thường có những yêu cầu cao trong tình yêu, bởi vì thế họ thường thất vọng và chịu nhiều tổn thương. Có lẽ sau những lần thất bại, họ mới trưởng thành, chín chắn và có sự lựa chọn thích hợp dành cho mình. Sinh tháng 1, 3, 4, 6, 8, 12 âm lịch, sự vội vàng trong tình yêu dẫn đến nhiều sai lầm của bạn. Để giữ vững mối quan hệ, Mậu Thìn cần phải học cách lắng nghe, chia sẻ và thường phải nhường nhịn nhiều hơn. Sinh vào tháng 2, 9 và 10 âm lịch, đời sống tình cảm phong phú, hôn nhân hòa hợp, thuận lợi, tình cảm vợ chồng gắn bó, khăng khít, keo sơn, thủy chung cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Gia đạo công danh sự nghiệp trong cuộc đời Mậu Thìn có nhiều thăng trầm, không ổn định. Có những lúc thành công dường như đang ở trong tầm tay, nhưng cơ hội ấy phút chốc tan biến, khó khăn có thể ập đến bất kỳ lúc nào, không có tồn tại mãi mãi. Mậu Thìn đã sớm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng. Công việc và cuộc sống sẽ ổn định hơn khi Mậu Thìn bước sang tuổi 40. Lúc này những khó khăn vẫn còn, nhưng không có gì đáng lo ngại, tài lộc cũng dồi dào hơn. Đây sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để Mậu Thìn phát triển con đường sự nghiệp của mình. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp ngày càng phát triển, thăng tiến, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài trợ thân hàng đầu trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với năm mạng tuổi Thìn, thân chủ nên đeo vòng tam hợp thân tí Thìn để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà có ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật thân tí Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp cho bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân tí Thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tối đa. Mậu Thìn là những người rất coi trọng gia đình, bởi vậy họ luôn biết cách hòa hợp với từng thành viên trong gia đình. Gia đạo hòa hợp, yên ấm, anh em trên dưới hòa thuận, yêu thương nhau. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Thìn nên hợp tác làm ăn với tuổi Đinh Sửu, Quý Dậu, Kỷ Tỵ. Đó là những tuổi hợp làm ăn giúp công việc của bạn ngày càng thăng tiến, gặp nhiều may mắn và thuận lợi.
Lựa chọn vợ chồng, tuổi kết hôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này của mỗi người. Nếu chọn tuổi hợp với mình, cuộc sống sau này của bạn sẽ thuận lợi, sung sướng hơn. Ngược lại, nếu kết hôn với tuổi đại kỵ thì bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở. Kết hôn với các tuổi Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Sửu, Quý Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, đây là những tuổi rất hợp với Mậu Thìn. Nếu kết hôn với những tuổi đó, bạn sẽ có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc và cuộc sống giàu sang, sung sướng. Kết hôn với tuổi Bính Tý, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Mậu Thìn, cuộc sống sung túc, ấm no. Dù không mấy dư giả về vật chất, nhưng tinh thần luôn được thoải mái, hòa hợp và bình yên. Kết hôn với tuổi Bính Dần, Mậu Dần, Nhâm Thân và Giáp Thân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi giữa hai người. Muốn duy trì mối quan hệ, cả hai bên cần phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Vào những năm 18, 24, 39, 36, 42, 48 và 54 tuổi, vận mệnh kém may mắn, Mậu Thìn không nên kết duyên hoặc xây dựng gia đình. Chọn tuổi kết duyên phù hợp sẽ giúp Mậu Thìn có cuộc sống thuận lợi và hòa hợp hơn. Tuổi đại kỵ, trong bất kỳ phương diện nào, Mậu Thìn không nên kết hợp với những tuổi Quý Mùi, Tân Mùi, đó là những tuổi đại kỵ. Nếu kết hợp, rất có thể sẽ gây nên nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống của nhau. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời, vào độ tuổi 25, 29, 34, 37, 42, Mậu Thìn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, nên tập trung vào công việc nhiều hơn để đạt được kết quả cao. Hơn nữa, ở các độ tuổi trên, Mậu Thìn tránh đi lại đường xa để đảm bảo an toàn cho bản thân. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở, phù hộ, độ trì cho mọi sự được may mắn và hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, may mắn là một trong những yếu tố quyết định một phần thành công trong công việc. Bởi vậy, để tăng thêm may mắn cho mình, Mậu Thìn nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ. Điều đó sẽ giúp công việc của họ được tiến hành một cách suôn sẻ, thuận lợi hơn. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 28 tuổi, tự thân lập nghiệp, có nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Trong khoảng thời gian này, Mậu Thìn cần chú ý xây dựng những mối quan hệ xã giao, bạn bè, đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Từ năm 29 tuổi đến năm 30 tuổi, tuổi 29 là quãng thời gian lý tưởng để phát triển công việc. Mậu Thìn cần phải biết nắm bắt thời cơ, đừng bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời dành cho mình. Tuổi 30 mọi thứ vẫn êm ả, tốt đẹp, tuy nhiên cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, 31 tuổi công việc vẫn tiến triển bình thường, không có nhiều khởi sắc nhưng cũng không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào. 32-33 tuổi được hưởng tài lộc dồi dào, công việc đi lên như diều gặp gió, có cơ hội hợp tác làm ăn với nhiều đối tác lớn. Tuổi 34-35 công việc gặp phải một số khó khăn trở ngại nhưng may mắn tình duyên thuận lợi, luôn có người bạn đời lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Từ 36 tuổi đến 40 tuổi, từ 36 tuổi đến 38 tuổi, vận mệnh kém may mắn, làm việc gì cũng cần phải thận trọng. Đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, công việc và tinh thần có phần giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, Mậu Thìn không nên quá lo lắng, dẫn tới căng thẳng. Phải bình tĩnh, tỉnh táo giải quyết vấn đề, tự mình tháo gỡ rắc rối. Từ 38 tuổi đến 40 tuổi, công việc ổn định hơn, khó khăn dần được khắc phục.
Trong giai đoạn này, sức khỏe gặp một số trở ngại, không nên chủ quan, coi thường bệnh nhẹ, nếu không sẽ gây biến chứng về sau. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi, cuộc sống an nhàn, ổn định hơn, tình duyên thuận lợi, gia đình đón nhận nhiều niềm vui mới. Mậu Thìn nên dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc tới gia đình và những người thân của mình nhiều hơn. Từ năm 49 tuổi đến năm 50 tuổi, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập dư giả. Đây là khoảng thời gian cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Bởi vậy, Mậu Thìn nên tranh thủ tiết kiệm cho mình một khoản tiền cho cuộc sống sau này. Từ 51 tuổi đến năm 60 tuổi, năm khó khăn của tuổi trẻ đã đi qua. Trong thời gian này, Mậu Thìn cần nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn để cải thiện tình hình sức khỏe của mình. Tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái đỗ đạt, cao sang. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi trọn đời của tuổi 1988 Nam Mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải sống, là chúng ta phải tu dưỡng, tu hành, hành thiện, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái nhân tốt đẹp về lâu về dài. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong một số những chương trình được phát sóng tiếp theo trên kênh.